thực hiện tôn chỉ tất cả vì đoàn viên người lao động. Công đoàn Bình Dương luôn thể hiện vai trò đồng hành xuyên suốt. Thông qua các chương trình hành động cụ thể thiết thực đã góp phần chăm lo, cổ vũ, động viên đoàn viên, người lao động, thi đua lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Với ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Dương, hội thi ẩm thực Hương vị ba miền dành cho công nhân lao động được tổ chức mới đây đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn. Hội thi thu hút sự hưởng ứng tham gia của 55 đội với gần 1.000 công đoàn viên đến từ 397 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, tạo sân chơi bổ ích, động viên tinh thần anh chị em công nhân lao động. Chúng tôi xây dựng kế hoạch thì tham khảo ý kiến của các công đoàn cơ sở để làm sao cho các kế hoạch triển khai các công đoàn cơ sở hưởng ứng một cách tích cực nhất. Các hoạt động thì cũng là cái dịp để hỗ trợ, chăm lo, chia sẻ một phần khó khăn cho công nhân lao động. Công ty chúng tôi cũng tách ra làm hai nhóm. Một nhóm là đang tham gia phong trào từ công đoàn trên và một nhóm là chúng ta tổ chức cái phong trào thi và làm bức thi đua tại cơ sở cho các chị em là chúng ta là thi đua và lẫn nhau và chúng ta thể hiện những vai trò của họ. Để công tác chăm lo ngày càng thực chất, hiệu quả, các cấp công đoàn Bình Dương luôn chú trọng đến chất lượng các hoạt động phong trào, đổi mới nội dung và hình thức thực hiện. Các hoạt động phải gắn liền với nhu cầu chính đáng của người lao động, thể hiện được vai trò đồng hành xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Giai đoạn 2018-2023, từ nguồn lực tổng hợp, có hơn 5 triệu lượt đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh được chăm lo hỗ trợ với tổng số tiền gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó, nhiều chương trình như phúc lợi đoàn viên, Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn, chuyến xe nghĩa tình, tháng công nhân, mái ấm công đoàn được thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa và nâng cao vị thế uy tín của tổ chức công đoàn. Chúng tôi thực hiện rất nhiều cái đợt tặng quà cũng như là thăm hỏi công nhân lao động khó khăn, nhất là công nhân lao động mất việc làm, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, để chia sẻ động viên người lao động để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, gắn bó lâu dài với Bình Dương. Các cấp công đoàn cũng như mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, những thành quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế khó khăn để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tập trung mọi nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, nhất là lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động nữ. Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vì mục tiêu chung, tổ chức công đoàn Bình Dương đang để lại những dấu ấn tích cực, chăm lo bảo vệ tốt đời sống đoàn viên người lao động, trở thành cầu nối vững chắc trong quan hệ lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và của tỉnh Bình Dương.